cô đưa tôi đi đâu vậy? Paris. Tôi thích Paris. Cô muốn tham quan chỗ nào trước? Nhà thờ Đức Bà hay cung điện Élysée? Không, chắc đông đúc hả? Nó nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Này là Paris tuổi thơ đang trôi về, từng là nơi đã chờ che đời ta. Căn gác nhỏ khi xưa đã đổ nát với tình yêu một người họa sĩ. Bao ký ức quay về đây, làm sao quên đi hết. Ngày nào Paris tuổi thơ của ta giờ tàn phai. Mẹ cô đã xảy ra chuyện gì?